Thầy cho chúng ta sang bài số 4 là một bài về phương trình bậc 2. Cho phương trình bậc 2 x bình trừ 2 mx cộng m trừ 2 bằng 0 với x là ẩn số. Câu thứ nhất, người ta bắt chứng minh rằng với mọi m thì phương trình luôn có hai nghiệm phân biệt. Câu thứ hai là người ta cho một biểu thức thông qua x1, x2 và người ta bắt tìm m để biểu thức thông qua x1, x2 để đạt giá trị nhỏ nhất. Thế thì khi đọc cái bài toán này, em phải định hướng được cách làm cái đã. Để chứng minh rằng một phương trình bậc 2 luôn có hai nghiệm phân biệt thì chỉ cần em chứng minh được là hệ số A khác 0 và delta luôn lớn 0 với mọi m. Và sau khi em định hướng được điều đấy thì em thấy này, ta có delta phẩy đi, bài này có 2 đây nên là bằng m bình trừ đi m trừ 2 và bằng m bình trừ m cộng 2 và bằng, muốn chứng minh đo dương cái gì, thầy phân tích dễ nhất về số bình phương. Cộng với 2 trừ đi 1/4, 2 trừ 1/4 là bằng 7/4. Và sẽ bằng m trừ 1/2 tất cả bình phương cộng 7/4 chắc chắn lớn hơn 0 với mọi m. Suy ra điều phải chứng minh. Tại sao lớn 0 với mọi m? Vì m trừ 1/2 tất cả bình phương luôn là số dương rồi. Cộng với 7/4 này thì chắc chắn nó lớn hơn 0. Vậy phương trình luôn có hai nghiệm phân biệt với mọi m. Câu B này. Câu B, khi phương trình luôn có hai nghiệm phân biệt thì ta sẽ có này, m sẽ bằng này 2-24 này trên cho này x1 bình cộng x2 bình trừ đi 6x1 x2. Rất nhiều bạn đã sai rất cơ bản chỗ này, x1 cộng x2 bằng trừ b trên a. Đây là theo vs, thế là x1 bình cộng x2 bình lại bằng trừ b trên a tất cả bình phương là sai, mà phải là x1 cộng x2 tất cả bình phương mới bằng là anh này. Chính vì thế cho nên chúng ta lại phải biến đổi cái biểu thức mẫu số để về được biểu thức đấy. Vậy thầy biến đổi thành trừ 24 chia cho x1 bình cộng x2 bình cộng 2x1 x2 trừ 8x1 x2. À, thầy thêm vào dương 2 lần x1 x2 thì phải trừ 2 lần x1 x2 để biểu không thay đổi. Mà đây là a bình cộng b bình cộng 2ab, vậy thì bằng được trừ 24 chia cho x1 cộng x2 tất cả bình phương trừ 8x1 nhân x2. Theo VS ta có x1 cộng x2 bằng trừ b trên a là bằng 2m. X1 nhân x2 bằng c trên a là được m trừ 2. Thay vào ta được m sẽ bằng trừ 24 trên trừ 24 trên 2m bình phương trừ đi 8 nhân với m trừ 2 và bằng trừ 24 trên 4m bình trừ 8m cộng 16. Bây giờ người ta hỏi chúng ta đây là cái gì đây? Tìm m để cho biểu thức này nhỏ nhất. Các em cẩn thận ở đây cho thầy một chút. Trừ 24 trên, vậy anh này càng nhỏ để kiểm tra lại đề ra một chút. Thì ta phải biến đổi làm sao để ta có được là ở đây thầy chia hết cho 4 trừ 6 trên cái đó m bình trừ 2m cộng 4
anh này nhỏ nhắc khi mẫu số nhỏ. Tại sao lại thế? Đoạn này vướng đây. Là vì nếu đây không có dấu trừ 6 nhá, nếu đây không có trừ nhá, thì anh này nhỏ nhất khi mẫu số sẽ lớn nhất. Nhưng vì đây có dấu trừ nên anh này nhỏ nhất thì khi mẫu số nhỏ nhất. Vì sao? Vì là trừ 6 trên trừ trên 3 và trừ 6 trên 4 thì anh nào lớn hơn? Rõ ràng trừ 6 trên 4 sẽ lớn hơn trừ 6 trên 3. Mà trừ 6 trên 4 sẽ lớn trừ 6 trên 3, vậy để anh này nhỏ nhất thì mẫu số là 3 phải nhỏ hơn 4, có nghĩa là. Thế còn nếu không thì thầy bài này, các em đừng quan tâm dấu trừ vội. Các em đừng quan tâm dấu trừ vội. Ta kiểm tra này, anh này nhỏ nhất, bỏ dấu trừ nhá, thì khi phân số này nhỏ nhất khi mẫu số lớn nhất, vì từ số cố định rồi. À, mẫu số lớn nhất mà bây giờ có dấu trừ, có nghĩa đối lại, vậy thì mẫu số phải nhỏ. À, min khi m bình trừ 2m cộng 4 min. Và m bình trừ 2m cộng 4 thì ta có m trừ 1 bình phương cộng 3. Cái này lớn bằng 3. Vậy thì m bình trừ 2m cộng 4 min khi m bằng 1. Vậy thì suy ra m lớn sẽ bằng trừ 6 trên 3 bằng 2 trừ 2. Đó chính là đáp án của bài toán này. Vậy thì người ta hỏi là với giá trị nào hãy tìm m, thì m sẽ bằng 1. Và em nào để tìm giá trị nhỏ nhất nữa thì em cho bằng trừ 2. Còn nếu không, đoạn này không được, thì về mặt câu hỏi các em không nhất thiết phải tìm ra m bằng trừ 2. Các thầy chỉ cần tìm được m. Em chú ý cho thầy.